Chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người. Hôm nay là bộ khung ngôi nhà một gian hai trái liền bếp, tổng 22 cái cột và hai cầu thang. Và đến thời điểm bây giờ là đã thi công xong bộ khung nhé. Nhà này thì cầu thang truyền thống mọi người. Thì chính thức bản sắc dân tộc của ngôi nhà sàn là cầu thang như này thì mới đúng chính thức là cầu thang truyền thống của ngày xưa nhé. Còn với những mẫu nhà sàn khác là bên mình cũng có thi công thì có những mẫu nhà sàn có cầu thang sập cá này, cầu thang xây bậc này. Thì những cái mẫu nhà sàn đấy cải tiến hơn với những mẫu nhà sàn cổ. Còn những cái mẫu nhà hiện tại như bây giờ thi công này là cầu thang truyền thống của ngày xưa này. Từ trước đến bây giờ mình đi làm mới làm được hai nhà có cầu thang như này thôi, còn những cái ngôi nhà sàn khác thì là đa số làm những cầu thang sập cá và cầu thang trượt xây bậc. Trong quá trình thi công từ lúc động thổ đến bây giờ đã được 12 ngày nhé. Số ván này là dùng để làm cốt pha cho nhà sàn này nhé. Ván này dùng để lập xà này, xà bảy kẻ dầm. Đây cơ số này. Đây là mình dùng gỗ tạp cũng được, chám cái mớ hay bất cứ gỗ gì được, gỗ tạp thôi, không cần là phải gỗ tốt. Toàn bộ những số gỗ mang về để dùng làm cốt pha cho ngôi nhà sàn này. Ghép làm xà nhé, bảy kẻ tôm tép. Rồi sang bên này. Qua quá trình bào gia công là sẽ làm những cái tôm. Làm 6-7 ngày rồi mới được bằng này thôi. Đây những cái bẫy. Thank you.
Thì hôm nay đang bắt đầu dỡ ráo, chưa dỡ hết. Chiều nay dỡ là bếp sàn là mai bắt đầu đổ. Đây lý do tại sao nhà chủ không đổ sàn là ông có gỗ xoan rất to luôn, rất nhiều luôn. Đây giấy xoan này, đấy xoan cực nhiều luôn nhá. Lý do tại sao người ta không đổ sàn nên người ta có gỗ sắn. Đây gỗ bên này này. Đây là cơ số ít thôi, còn một phần ông đã xẻ khá là nhiều, ông đã mang ngâm và xẻ thành ván rồi. Đấy, to thế này mà, khoanh hàng trăm luôn, xoan. Đấy, sang cây này này. Đây là lý do tại sao là ông có điều kiện đấy nhưng ông không đổ sàn. Nhưng ông chỉ là lát ván thôi. Thực ra nhà sàn mà lát ván thì là cũng khá là đỉnh rồi. Còn nó có điều kiện hơn là đổ sàn và lát những cái gỗ này thì không phải nghĩ ngợi nữa. Đây về còn là phần cột pha bên thợ mình thi công này. Đến thời điểm này là đã xong rồi. Khá là rộng nha. Rộng và dài. Hình như mọi người nhìn ba gian. Và bếp là 4 gian, cộng cả bếp là 4 gian nhé. Gian cách gian, gian chính là 4m, hai gian trái là 3m8 và gian bếp cái 4m. 4m16 cộng cả đua ra nữa khoảng 18m chiều dài. Và rộng, rộng là lòng 4m và hai bên nữa là 2m rưỡi, 2m4 đi, 5m là 9m chiều rộng. Còn đua ở à, bên hiền là 10 11 mét chiều rộng. Hiện nhà này thì nếu tính mét vuông ra thì cứ tạm tính 140 mét vuông thôi, còn tính chi ly ra sẽ hơn. Rồi bác nào có nhu cầu làm mẫu nhà sàn nhớ này cứ trực tiếp alo theo số điện thoại của em để trên màn hình nha mọi người nhé. Chào tất cả mọi người, hôm nay là đội thợ bên em bắt đầu đổ sàn. Đây là chủ nhờ người làng ra đổ nhé. Còn bên đội thợ mình chỉ là cán mặt bằng phụ phần nào thôi. Thì thực ra cái nhà này là không đổ sàn, chỉ là lát ván thôi. Đấy, đổ toàn bộ theo hiền, hiền bên này và hiền bên kia, và trên mái có đổ cái máng nước và máng nhà tắm vệ sinh, mái nhà tắm vệ sinh. Nhà này thì cầu thang truyền thống, mấy cầu thang truyền thống của nhà sàn ngày xưa đấy. Còn bây giờ cải tiến hơn là mẫu cầu thang sơn cá. Còn mẫu cầu thang bậc, còn chính thức như nhà này mới là cầu thang truyền thống của nhà sàn ngày xưa. Đây toàn bộ đổ sàn theo hiền, phía trước hiền kia là rộng 1m3. Còn bên mái bếp kia là 2m và đua 1m, tổng 3m. Và hiền 80 phần, và phía sau này có 80 phần. Ở phía nách đằng sau này được giật cấp lên 10 phần ấy. Sau xoay bùng. Còn nhà này không đổ sàn. Và phía bếp kia không đổ sàn, chỉ đổ theo lan can và nhà tắm vệ sinh thôi. Còn bộ khung của ngôi nhà thì hầu như đến ngày hôm nay là tổng kết rồi mọi người. Nhà một gian hai trái liền bếp, tổng 22 cái cột.
Trên 40 lá xe bà. Sau bữa tục kết đây mọi người nhé. Dễ băng tay đi. Lấy xe luôn. Bây giờ nếu mà Ninh xe lê đó xỉa hay. Ngoài kia có hai mâm. Chơi ở dưới đoàn xe xỉa lạ. Hôm nay là tổng kết cho đồ sản. Chơi được. Tí về nhiều hôm ít. Hôm qua chơi rồi, hôm nay không chơi nữa. Đến thời điểm bây giờ là đã xong nhá mọi người nhá. Đấy. Hộ nhà một gian này trái liền bếp, hai cầu thang, lan can chạy hai bên, bên mặt tiền và bên mặt hậu. Và phía bếp kia cũng có lan can. Tổng mẫu nhà này là 22 cây cột, có hai cây cột để chồi ra ngoài để đổ mái trên để xây nhà tắm nhà vệ sinh nhá. Mẫu nhà chuyển đoạn khá là ok luôn. Mẫu nhà cầu thang truyền thống, hình thức là cũng giống như cầu thang sượt cá thôi, nhưng mà đây là những cái ống cầu thang ở hai bên và những cái bậc ở giữa. Cầu thang sượt cá là sẽ đặt lên những cái ống cầu thang. Những cái mẫu khác mình lên thì là có cầu thang như thế, còn nhà này thì cầu thang nó khác hơn. Và nhà này sẽ không đổ sàn, mọi người biết đấy. Thế là làm xà gồ và đại ván. Còn lan can thì đổ sàn, lát gạch. Bởi vì là trường hợp là mưa hát tỉ bậy vào thì nó ướt, nó không mục ván. Mẫu nhà chuyển đoạn nhé. Đây là tổng một bộ khung của ngôi nhà, một gian hai trái liền bếp, hai cầu thang nhé. Tổng 22 cái cột. Ở cái phía kia là có hiên ra phía sau bếp này. Đấy, khoang rộng rộng kia xây nhà tắm vệ sinh. Và phía trên mái là có đủ mái nhà tắm vệ sinh nhé. Và dưới nhà và bếp có làm một cái máng nước. Cái kèo nhà và kèo bếp ấy. Và đặc điểm của nhà này là sẽ không đổ sàn trong nhà, chỉ đổ sàn ở hai bên lát can thôi. Đấy. Mẫu nhà chuyển đoạn, còn về bên bếp là kèo tuột thôi. Còn về khoảng cách của ngôi nhà này như mình có nói nhé, ở những cái gian nhà và cái nách ấy, mở khoảng cách nó rộng khác nhau, nên cái cầu đầu chính và cầu đầu trái nên nó khá là rộng, nên thế là lên cái con trụ nó khá là đẹp, nó khoảng cách là hơn 1 mét nhé. Còn chính thức những cái nhà khác ấy là cái cây cột trụ và cây cột cái nó khá là sát nhau nên nhà nó không thoáng, không đẹp. Thì nếu ai mà làm những mẫu nhà như thế này phải mở gian mở vỉ rộng một tí nên là cái con trụ này nó mới đẹp. Mẫu nhà này hai cầu thang, một cầu thang sẽ lên qua hướng kia, hướng mặt tiền lên, nhưng mà về từ bếp lên để lan can lên đầu kia đấy, từ kia nhé. Và nữa mình sẽ xuống quay cho mọi người. Còn chính cầu thang chính lên qua đây. Đấy, còn mặt tiền từ bên kia. Còn bây giờ là mình ở bên mặt hậu. Bên này là bên bếp cầu thang lên này. Từ phía bếp lên này mọi người. Ở cái trên phía mái này là đủ để xây nhà tắm vệ sinh này. Như mình nói bởi có hai cái cột ra ngoài này thì mới là nhà 22 cái cột. Còn chính thức nhà và bếp là tổng có 20 cây thôi. Còn có trơm ra hai cây này để xây nhà tắm vệ sinh, tổng là 22 cây. Và cái hướng cầu thang lên qua phía mặt tiền này, nhưng mà bếp này là sẽ cầu thang truyền thống. Và sẽ lên qua lan can. Và sẽ lên qua hướng bếp này.
hôm nay là bắt đầu mình sẽ rút quân từ chương trình tiếp theo. Đây, tất cả anh em sẽ rút quân này, xây chợ đồ lên này. Và anh em chuẩn bị lên đồ nhé. Đây tổng là một ngôi nhà sàn một gian hai trái liền bếp hai cầu thang, một cầu thang chính là lên qua hướng mặt tiền kìa, và một cầu thang phụ lên qua hướng này, mà cầu thang lên hướng này sẽ đi qua mặt tiền lên từ bếp, cầu thang kia sẽ lên qua gian chính của ngôi nhà lên từ hướng gian trái. Rồi đến thời điểm bây giờ là đội thợ bên em cũng đã bàn giao lại bộ khung nhà sàn cho nhà chủ nhá, và anh em sẽ di chuyển công trình tiếp theo. Xe chở đồ bây giờ bắt đầu sẽ di chuyển đi. Rồi bác nào có nhu cầu làm mẫu nhà như này cứ trực tiếp alo theo số điện thoại của em nhé. Buồng ngủ trong nhà. Đấy. Từ ngoài nhìn vào sẽ là một ngôi nhà. Còn vào trong sẽ xây một cái buồng ngủ ở phía trong. Ba buồng ngủ ở bên nách, nách mở dàn ra 2m4 và lòng 3m. Và nách bên kia có 2m4, phía trước mặt tiền kia là đùa ra 1m3, phía sau là đùa ra 80 phân. Và ở nhà bếp kia là có đùa ra 80 phân để xây bếp lò và máng nước, cầu nước, nhà tắm vệ sinh. Nhà này sẽ lợp mái tôn nhé. Thì hình thức bên mình đi làm này đa số là thi công phần khung. Còn gia đình có nhu cầu xây chát lợp mái thì là thợ em vẫn làm. Nhưng mà đây nhà chủ yêu cầu làm khung thôi. Còn phần xây chát lợp ốp lát thì nhà chủ tự làm. Hoặc là nhà chủ có thợ khác làm. Đấy tùy. Tùy theo gia đình của nhà chủ. Bên mình sẽ thi công. Rồi bác nào có nhu cầu làm những mẫu nhà sàn như thế này cứ trực tiếp alo theo số điện thoại của em phía trên màn hình. Em chuyển tư vấn và thi công những mẫu nhà cho bác. Dù các bác ở xa gần. Đây. Đội thợ Yên Bái là bắt đầu di chuyển rồi. Đây mình nói là cái cầu thang chính đấy nha, sẽ là một cầu thang truyền thống của ngôi nhà sàn. Cột khá là mê ly luôn. À, bây giờ anh em đội thợ mình bắt đầu rút quân nhé. Anh em đã đi về trước rồi nhé. Lát nữa mình sẽ về sau. Và mình sẽ đi xem công trình tiếp theo tại Lục Yên, Yên Bái. Đây về bên bếp này, bên bếp này sẽ kéo tuột này, và ở cái ô này có trơm ra hai cây này sẽ xây nhà tắm vệ sinh. Khá chi là thiết kế khá hay luôn, chỉ có đổ những bên lan can thôi, còn những giữa nhà và bếp này sẽ là không đổ sàn, lát bằng ván lúc đầu mình nói rồi. Và video của em dừng tại đây, bác nào có nhu cầu làm những mẫu nhà như thế này cứ trực tiếp alo theo số điện thoại của em.